Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chào buổi sáng của Tam Đa Media. Kính chúc quý vị có một ngày mới thật nhiều năng lượng và niềm vui. Và sau đây là nội dung chi tiết của tin sáng ngày hôm nay. Nhiệt độ tay xét trong những ngày tới sẽ vẫn ở mức cao, tuy nhiên mùa du lịch đã chính thức kết thúc. Năm nay, các chủ khách sạn và nhà nghỉ đánh giá mùa du lịch vừa qua đạt mức tốt. Ngược lại, các chủ nhà hàng cho biết doanh số bán hàng thấp hơn khoảng 20% so với mức trung bình. Thời tiết nóng bức vào mùa hè cũng khiến số lượng du khách đến thăm các lâu đài giảm đáng kể. Ví dụ như lâu đài Bozov vào năm ngoái đã tiếp đón 120.000 du khách, thì mùa du lịch vừa qua chỉ có 50.000 du khách ghé thăm lâu đài. Kết thúc kỳ nghỉ hè đồng nghĩa với việc cảnh sát tăng cường tuần tra trên đường cũng như ghi nhận gia tăng các vụ tai nạn giao thông. Theo số liệu sơ bộ, chỉ trong 2 tháng hè vừa qua đã có 88 nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông và khoảng 5.000 người đã bị thương. Cảnh sát và cứu hỏa đã phải có mặt can thiệp tại hàng nghìn vụ tai nạn. Ngày bi thảm nhất là 24 tháng 1 khi có tới 7 người tử vong vì tai nạn và 22 tháng 8 với 6 nạn nhân. Trong khi vào tháng 1 hầu hết nạn nhân là tài xế hoặc người đi cùng xe ô tô, thì trong tháng 8 các nạn nhân là những người điều khiển xe máy. Còn 4 tháng nữa mới đến Giáng sinh, nhưng các nhà sản xuất đồ trang trí đã đặt ra xu hướng cho mùa Giáng sinh năm nay. Theo các thiết kế thì màu chủ đạo của năm nay sẽ là màu hồng đào. Tuy nhiên, phần lớn người dân Séc lại quan tâm đến các màu truyền thống như bạc hoặc trắng. Ngoài ra, các quả cầu trang trí được kết lại với nhau sẽ trở thành hiện tượng trong mùa lễ hội năm nay. Vào năm ngoái, màu đỏ pha thêm sắc tím là màu chủ đạo, trong khi vào năm trước nữa là các loại trang trí với màu sắc rực rỡ. Quân đội Israel ngày 1 tháng 9 thông báo đã tìm được thi thể của 6 con tin trong một đường hầm của Hamas tại thành phố Rafah, miền nam dải Gaza trong đêm. Theo tờ The Times of Israel, cả 6 con tin đều là người Israel, trong số đó có một người có quốc tịch Mỹ là anh Harris Goldberg Polin, 23 tuổi. Ông Biden tuyên bố các thủ lĩnh Hamas sẽ trả giá cho tội ác này và chính phủ sẽ tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ cho một thỏa thuận để đảm bảo các con tin còn lại được thả. Trong khi đó, Phó Tổng thống Kamala Harris, hiện là ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, cho rằng Hamas phải bị diệt trừ và không thể nắm quyền kiểm soát dải Gaza thêm nữa. Theo Reuters, hàng chục nghìn người dân tại bang Tasmania của Úc đã không có điện để sử dụng kể từ tối 31 tháng 8 do luồng không khí lạnh kèm theo gió mạnh và mưa lớn tấn công khu vực này. Ông Felix Ellis, người đứng đầu cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp Tasmania của Úc, cho biết tài sản, đường dây điện và cơ sở hạ tầng đã bị hư hại, đồng thời nói thêm rằng thiệt hại có thể rất lớn. Cảnh báo lũ lụt đã được ban hành trên toàn tiểu bang, có thể khiến người dân Tasmania bị cô lập trong nhiều ngày. Trong một diễn biến khác, các cơ quan ứng phó thiên tai và hỏa hoạn Nhật Bản cho biết có một người mất tích và hơn 100 người bị thương. Theo công ty điện lực Kyushu, hơn 35.000 ngôi nhà vẫn mất điện ở tỉnh Kagoshima, phía nam Kyushu. Các hãng ANA Holdings và Japan Airlines đã hủy khoảng 60 chuyến bay nội địa vào hôm 31 tháng 8, ảnh hưởng đến 7.200 hành khách. Trước khi X rơi vào bóng tối, các chính trị gia, ngôi sao, người nổi tiếng hối hả đăng bài hướng dẫn người theo dõi chuyển sang các nền tảng khác. Trong khi các chuyên gia trong lĩnh vực Internet bàn luận về tác động của lệnh cấm X, nhiều người trong số 20 triệu người dùng X tại Brazil, quốc gia có số lượng cư dân mạng cao thứ 5 thế giới, tấp nập chuyển nhà. Sau khi tòa án tối cao ra lệnh đình chỉ ngay lập tức X vào ngày 30 tháng 8, do Musk từ chối chỉ định đại diện pháp lý trong nước, nhiều nước đang thực hiện các biện pháp để buộc các công ty chịu trách nhiệm nhiều hơn đối với nội dung trên nền tảng của họ. Pháp gần đây bắt giữ CEO Telegram Pavel Durov để phục vụ điều tra hoạt động tội phạm trên ứng dụng nhắn tin. Theo tiến sĩ bác sĩ Phan Chí Thành, Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trào lưu trữ đông trứng đang ngày càng phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt là trong giới trẻ. Phương pháp này giúp phụ nữ bảo tồn khả năng sinh sản và cho phép họ sinh con khi đã ổn định sự nghiệp hoặc sẵn sàng về mặt tâm lý. Trứng được trữ đông ở tuổi trẻ có chất lượng tốt hơn, giảm nguy cơ sảy thai hoặc dị tật bẩm sinh khi thụ thai sau này. Trong những năm gần đây, số lượng bệnh nhân đến vì các vấn đề xã hội như chưa muốn kết hôn hoặc không có ý định kết hôn tăng lên đáng kể. Xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong độ tuổi kết hôn và xu hướng phụ nữ hiện đại chọn kết hôn muộn. Giá vé máy bay khứ hồi khoảng thời gian từ 31 tháng 8 đến mùng 3 tháng 9 đang ở mức cao hơn ngày thường từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng trên vé khứ hồi. Giá vé dần giảm nhẹ từ ngày mùng 3 tháng 9 khi kỳ nghỉ lễ kết thúc. Do đó, các khu cắm trại dần trở nên hút khách bởi tính tiện lợi và chi phí hợp lý. Quản lý một khu cắm trại cao cấp tại thành phố Thủ Đức cho biết, vì là dịp lễ, khách đến lưu trú tăng cao hơn nhiều so với ngày thường. Tính riêng ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 9, khu cắm trại đạt hết 100% công suất, tương đương tiếp đón hơn 150 lượt khách cùng một thời điểm. Cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh chưa đến 1 giờ di chuyển, những khu cắm trại với tầm nhìn ra bờ sông thoáng đãng, không khí mát mẻ với nhiều hoạt động như chèo thuyền, bắn cung, tô tượng, thưởng thức tiệc nướng khá được lòng du khách trong những năm gần đây.
những thông tin nhanh vừa rồi đã khép lại Chào buổi sáng của Tam Đa Media. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, Đô Bê Đà Nô xin kính chào và hẹn gặp lại.